Mình ngay nằm vùng tại các hội nhóm để cập nhật thông tin của ngành. Tình cờ mình thấy được post tuyển dụng của vé xe rẻ. Mình cảm nhận vị trí vé xe rẻ đang tìm kiếm có những khía cạnh mình đang mong muốn làm nhưng trước đây chưa được thử sức. Mình càng ấn tượng hơn bởi những chia sẻ của các thành viên vé xe rẻ. Thế là sau cuộc trò chuyện với team tuyển dụng, cơ duyên với vé xe rẻ đã đến với mình. Thời điểm đó mình vừa mới tốt nghiệp, điều mình quan tâm nhất không phải là thu nhập mà chính là nơi để có thể giúp mình học hỏi, vận dụng được những kỹ năng mà mình chưa được trải nghiệm khi còn là sinh viên. Tình cờ thì mình thấy được thông tin của vé xe rẻ Career trên trung tâm giới thiệu việc làm của trường. Mình đã quyết định vào trang và đọc chia sẻ của các bạn nhân viên mới. Mình cảm thấy vé xe rẻ là một môi trường trẻ trung, năng động. Ngoài ra thì chế độ phúc lợi của vé xe rẻ luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhân viên được phát triển. Ví dụ như hỗ trợ đào tạo 18 triệu một năm, chế độ làm việc hybrid lại còn được tặng voucher giảm giá. Và không chần chờ gì nữa, mình đã gọi điện luôn cho vé xe rẻ Career. Biết tới thông qua chương trình tài trợ vé xe Tết, mình cũng là người nhận được tài trợ này và cảm thấy rất là cảm kích vì giá trị nhân văn của vé xe rẻ, nên mình muốn trở thành một phần của công ty. Mình đã vào vé xe rẻ Career để tìm hiểu thêm và đặc biệt ấn tượng về tầm nhìn sứ mệnh của vé xe rẻ, sự tâm huyết với các sản phẩm dành cho nhà xe hay là hành khách của các folders. Thấy được một job rất là xịn và mình đã không còn chần chờ gì nữa mà nhắn tin ngay cho vé xe rẻ Careers. Nếu như bạn đang tìm kiếm một môi trường để liên tục phát triển bản thân, thỏa sức đam mê trong công việc và mang lại các giá trị cho xã hội, đừng ngần ngại liên hệ ngay với mình, HR Lơ Xe tại vé xe rẻ trên mọi mặt trận. Truy cập ngay vào phần bio để biết ngay các job xịn đang được tuyển dụng tại vé xe rẻ nhé.